Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an sinh xã hội luôn được xem là nhiệm vụ thường xuyên của nhà nước và toàn xã hội, với mục tiêu là hướng đến cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân với các yêu cầu bảo đảm về người dân có việc làm, thu nhập tối thiểu, tham gia bảo hiểm xã hội và bảo đảm hỗ trợ kịp thời những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân. Với mục tiêu đầy tính nhân văn này, thành phố Bạc Liêu và đặc biệt là các tuyến ở cơ sở đã có nhiều nỗ lực để thực hiện khá tốt công tác an sinh xã hội. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân phường 5 đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Bám sát vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các khóm tiến hành đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, cận nghèo cũng như phân loại hộ nghèo để có chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc phường 5 là đoàn thể được phân công giao việc trong việc vận dụng linh hoạt các chính sách giảm nghèo với phương châm đảm bảo người dân được tiếp cận và hưởng lợi. Tôi ở phường 5 giúp đỡ cho tôi thì đỡ khoảng 70-80%. Cũng ổn định, nhà lành rồi, hồi xưa nhà cũng đàng hoàng hết trơn. Trước đây là gia đình cũng khó khăn, rồi tôi nhờ ở xóm đường cũng giúp đỡ cho tôi, rồi bà cũng bớt bệnh, rồi nhờ phường hỗ trợ, rồi bây giờ thì cũng đỡ. Rồi hồi đó tôi ra đó không có nhà, nhờ phường 5 với công ty sổ số kiến thiết cũng ủng hộ cho cắt được cái nhà ngon lành. Nhờ ủy ban phường hỗ trợ được 40 triệu. Để cắt nhà rồi làm thì tính làm nhỏ thôi, rồi mấy người chị lại thấy vậy thôi làm lớn chút đi cho mượn tiền, làm vô cho thành được cái nhà hơi bự chút, ở cho yên tâm sau này có con cái rồi nữa. Từ khi hộ nghèo được đo lường theo hướng đa chiều thì phương pháp tiếp cận hộ nghèo của phường 5 cũng có nhiều thay đổi. Trước tiên thay đổi về chính sách, giải pháp giảm nghèo sao cho các đối tượng người nghèo đều được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ thoát nghèo. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động mang tính tương thân tương ái diễn ra với sự tham gia của cả cộng đồng xã hội, tạo nên động lực tích cực cho các hộ gia đình quyết tâm thoát nghèo. Hộ anh Ngô Tỷ là một ví dụ điển hình trong việc được tiếp sức từ những hoạt động giảm nghèo ở phường 5. Căn nhà mới của gia đình anh được xây cất từ sự góp sức của chính quyền và bà con lối xóm. Gia đình nghèo không tư liệu sản xuất, chỉ sống chủ yếu bằng việc chạy xe ôm hoặc làm thuê làm mướn, thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày, không có dư để tính chuyện sửa nhà. Nhưng từ khi được Ủy ban Nhân dân phường 5 hỗ trợ vốn xây nhà, làm động lực cho anh và gia đình cố gắng nhiều hơn để góp vốn xây tổ ấm. Từ hỗ trợ đúng lúc nên giờ gia đình anh Tỷ đã có được một căn nhà cứng cáp khang trang. Hai bên vách lá trên thì lợp tôn, cây thì cây tràm, cây bằng cây dụng đó thôi. Còn dưới thì đất. Mà lúc đó chắc là hoàn cảnh mình chắc khó khăn. Đúng rồi, hoàn cảnh khó khăn lắm, đi chạy xe ôm lúc đó con còn nhỏ nữa, chưa rồi con đi nghĩa vụ nó chưa có đồng thu nhập, không có tiền để cắt cái nhà, thì nhờ ủy ban phường hỗ trợ cắt được cái nhà, rồi thì chị em bà con dòng họ mới góp vốn vô thêm cho thêm mới nữa mới cắt thành công được cái nhà, mới giờ thấy khỏe. Chọn mặt gửi vàng luôn là phương châm trong công tác chọn lựa đối tượng hộ nghèo để giúp đỡ. Để hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, tránh tái nghèo, thì đối tượng được hỗ trợ phải là những nhân tố tích cực, chí thú làm ăn và biết cầu tiến thoát xa sự nghèo khó bằng chính nỗ lực của bản thân. Tỷ thì trước đây thì hoàn cảnh cũng là khó khăn. Người thì nói chung thì không phải là trực tiếp ở đây, cũng ở trong vườn mà ở nơi khác. Người về đây người mua đất, người giá rẻ, người vợ chồng mới tạo dựng nên các căn nhà. Ở thì theo như nãy chú Tỷ trình bày thì trước đây thì cũng nhà bình thường vậy đó, cây rừng lợp tôn nền đất, mà nhưng cái chỗ chú Tỷ thì nói chung thì địa phương là rất là hiền hậu, rồi chấp hành các chủ trương của địa phương, rồi kể cả là con chúng tuyển thì gia đình cũng là gương mẫu chấp hành tốt, thì sau đó thì được đảng ủy ủy ban xem xét rồi để tạo điều kiện cho anh Tỷ là cắt được căn nhà ổn định. Đến nay thì thấy theo phóm mà thấy là cũng có hướng để phát triển. Chỗ anh Tỷ cái tới này mà nếu anh Tỷ thì cần những cái vốn để làm ăn phát triển kinh tế gì đó thì đương nhiên về phía khóm thì rồi kết hợp với chỗ đảng ủy ủy ban phải tạo điều kiện cho anh Tỷ để vay vốn chứ nhà đó, để tạo điều kiện thêm để mua bán để sống cho nó phát triển đi lên thêm.
Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, dẫu có giúp đỡ, có hỗ trợ thì tự thân họ vẫn khó mà vươn lên bởi hoàn cảnh gia đình quá ngặt nghèo, bệnh tật, già yếu, neo đơn. Những đối tượng này cần phải có một giải pháp giúp đỡ riêng. Vấn đề này đã được Ủy ban nhân dân phường 5 nhìn nhận và thực hiện theo cách riêng của mình. Thực hiện theo cái chủ trương của thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố là về cái thực hiện cái công tác giảm nghèo bền vững trong các hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố cũng như là của đơn vị phường 5. Ủy ban nhân dân phường có xây dựng kế hoạch và đề ra cái phương hướng để mà thực hiện cái công tác an sinh xã hội cũng như công tác giảm nghèo, rồi giảm nghèo bền vững đạt cái hiệu quả. Giai đoạn 2021-2022 thì phường rà soát lại là có 18 hộ nghèo. Đến giờ thì phường đã thoát nghèo được 12 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo theo tiêu chí. Thì đến thời điểm này là phường còn lại là 6 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ và 6 hộ cận nghèo thuộc diện bảo trợ. Thì đối với những hộ này thì qua rà soát thì họ không thể nào mà thoát nghèo được. Nguyên nhân là họ không có sức lao động và họ sống cuộc sống neo đơn. Thì bắt buộc là nếu như để cho họ có cuộc sống ổn định thì phường phải chăm lo suốt đời. Thì từ trên cái nhu cầu thiết yếu của những hộ này thì Ủy ban nhân dân phường có tham mưu cho đảng ủy là xây dựng một cái kế hoạch để phối kết hợp với các ngành đoàn thể mà chủ công là Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ cho những người này suốt đời bằng cách là tuyên truyền vận động và thực hiện cái công tác nhân rộng để đảm bảo cuộc sống cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện bảo trợ này có cuộc sống ổn định. Mặc dù là rất là khó khăn trong cái nguồn vận động, tuy nhiên thì cũng có tham mưu cho đảng ủy và duy trì thường xuyên là vận động các cơ sở thờ tự, các mạnh thường quân để làm sao có cái nguồn nhu yếu phẩm gạo, mì để hỗ trợ hàng tháng cho những cái hộ dân này để họ an tâm trong cuộc sống và có cái sự chăm lo sẻ chia của chính quyền. Thành công lớn nhất từ công tác giảm nghèo của phường 5 chính là huy động được cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Tiêu biểu nhất là vai trò của đoàn thể, trong đó phải nhắc đến sự vào cuộc mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhằm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo ở địa phương. Với chức năng nhiệm vụ của mình, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phường 5 đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế, chủ động phối hợp triển khai lồng ghép các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện. Với phương châm hướng về cơ sở, tăng cường sự đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, hướng đến mục tiêu lấy sức dân để hỗ trợ cho dân. Mô hình kết nối yêu thương, đùm bọc và sẻ chia được ra đời từ sự đồng thuận của các lực lượng, tầng lớp xã hội trong phường. Chương trình đã nhận đỡ đầu chăm lo suốt đời cho 18 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo của phường. Trong thời gian qua thì cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường và thực hiện cái sự chỉ đạo của đảng ủy. Thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng đã xây dựng cái mô hình kết nối yêu thương, đùm bọc và sẻ chia. Với cái mô hình này thì Ủy ban Mặt trận phường đã kết nối các cơ sở thờ tự, các nhà hảo tâm đó để giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Cụ thể như là hàng tháng thì Mặt trận phường sẽ đảm nhận là hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Và được mô hình này được xây dựng từ tháng 9 năm 2022. Năm 22 thì mô hình đã hỗ trợ cho 22 hộ, năm 23 thì vẫn là 22 hộ. Nhưng riêng năm 2024 này thì mô hình này sẽ đảm nhận là 6 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo bảo trợ xã hội. Những hộ này là những hộ già neo đơn, không có lao động nữa. Thì chính vì vậy mà Mặt trận phường đã thực hiện cái mô hình này. Cái này là một vấn đề mà một chính sách an sinh xã hội của địa phương thì đó, riêng bản thân em và của Mặt trận thì cảm thấy đó không phải là một gánh nặng. Đó là một cái từ như là nhân đạo cho những cái hộ trên dân trên địa bàn mình. Thì đối với những cái đó thì Mặt trận phường cũng đã gặp gỡ và tiếp xúc với các cơ sở thờ tự. Thì mình đang kết nối cái mô hình này có cái tên là kết nối yêu thương và phải sẻ chia. Thì cái mô hình này đã kết nối những nhà hảo tâm, đó là những cái cơ sở thờ tự họ đã đứng ra đảm nhận là hỗ trợ rõ ràng hàng tháng cho các hộ này.
Trước khi xây dựng kế hoạch thì Ủy ban Mặt trận phường cũng đã xin ý kiến với đảng ủy và đã phối hợp với Ủy ban nhân phường gặp gỡ các vị chức sắc trong các cơ sở tôn giáo để mình tuyên truyền cái mục đích ý nghĩa của cái mô hình này, cái hoạt động nhân thiện của địa bàn để khơi dậy cái tinh thần là tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để cho các vị chức sắc này người ta thấu hiểu và người ta có thể tự động người ta là mình cho họ gặp gỡ với các hộ cận nghèo đến họ thấy được cái những hoàn cảnh khó khăn gì đó thì cái đó là cái trên phương hành đó thì họ đã tự nguyện rồi. Ủy ban mặt trận phường cũng đã nhận được cái sự đồng tình ủng hộ rất cao từ các cơ sở thờ tự như cũng như là các vị mạnh thường quân trong và ngoài phường. Phát huy vai trò là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 5 đã kết nối được sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng đến với những mảnh đời bất hạnh, số phận kém may mắn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Phong trào này đã và đang lan tỏa tình yêu thương đến với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong những năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thì cũng nhờ cái sự các mạnh thường quân phát tâm ủng hộ vật chất, rồi Ban trị sự cũng trích ra một cái phần để hỗ trợ cái công tác an sinh xã hội vào các cái huyện thị trong địa bàn tỉnh. Còn riêng đối với trong thành phố Bạc Liêu thì trong những năm qua đó thì Ban trị sự cũng hỗ trợ cho tất cả các cái phường xã ở trong địa bàn thành phố, trong đó là có phường 5 của thành phố Bạc Liêu, thì những cái phần quà để mà gửi đến cho những cái người dân đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì chỗ Ban trị sự chúng tôi thì cũng không có thấu hiểu được hết. Thông qua chỗ chính quyền địa phương, thì riêng chỗ phường 5 thì thông qua cái chỗ mặt trận và Ủy ban dân phường 5, thì chỗ Ủy ban dân phường 5 và mặt trận phường 5 có gần gũi trực tiếp, gần gũi đối với người dân, cho nên có trong 3 năm qua thì cũng có đề xuất là mỗi một tháng là hỗ trợ cho 8 hộ trao một cái phần quà này ý nghĩa tận tay, coi như đến cái người đang gặp khó khăn, thì chúng tôi thấy cũng rất là vui mừng. Linh động sáng tạo từ thực tiễn, các giải pháp giảm nghèo của phường 5 đã tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn. Với nỗ lực ấy, chất lượng cuộc sống người dân từng bước được nâng lên, đời sống của hộ nghèo được cải thiện. Trong thời gian tới thì sẽ cố gắng duy trì. Hiện tại bây giờ mặc dù là cái nguồn vận động rất là khó khăn, tuy nhiên thì cũng đặt hàng với các mạnh thường quân cũng như cơ sở thờ tự là phải chăm lo hàng tháng và đảm bảo cái nguồn nhu yếu phẩm để cho những hộ này an tâm. Còn lại thì hiện tại giờ phường cũng rất nhiều hộ rơi vào các hoàn cảnh khó khăn, mà đặc biệt nhất là về cái nhu cầu về nhà ở. Hàng ngày thì họ có cái thu nhập, tuy nhiên để mà xây dựng một căn nhà thì với cái tình hình kinh tế hiện tại thì họ không đủ điều kiện để xây dựng nhà, mà an cư thì mới lạc nghiệp. Nhưng mà hiện tại giờ thì cũng đề xuất về Ủy ban dân thành phố cũng như là vận động các nguồn mạnh thường quân trong và ngoài phường để xây dựng nhà và hỗ trợ nguồn vốn từ ngân hàng chính sách cho những cái hộ này đừng có rơi vào cái hoàn cảnh là hộ nghèo của phường, thì để đảm bảo cho cái cuộc sống kinh tế của người dân trên toàn đi vào phường là đảm bảo là sẽ phát triển và tăng lên trong thời gian tới. Với sự vào cuộc tích cực đồng bộ của các cơ quan chức năng, đoàn thể chính trị xã hội và nỗ lực của người dân, công tác giảm nghèo bền vững thời gian qua của phường 5 đạt được kết quả tích cực, số hộ thoát nghèo bền vững tăng nhanh qua từng năm. Chuyên mục Thành phố Bạc Liêu trên đường phát triển kỳ này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.